Vâng ạ, để đêm hội hôm nay được bắt đầu, chúng tôi xin mời lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ đánh trống khai hội. Xin trân trọng kính mời. Hoàng Nghĩa Hiếu, tỉnh ủy viên, chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An với màn đánh trống khai hội vừa rồi. Trân trọng cảm ơn. Thank you.
mạnh lên.